Thủy hải sản là món ăn được ưa chuộng do giá trị dinh dưỡng cũng như vị ngon của nó. Các mặt hàng này giờ không chỉ được bày bán trong các khu chợ truyền thống mà còn vô cùng phong phú và đa dạng trên thị trường online. Tuy nhiên, bên cạnh những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng thì lượng hải sản trôi nổi đang chiếm phần lớn. Để tìm hiểu về chất lượng của những loại sản phẩm hải sản này, chúng tôi tìm đến một kho đông lạnh thuộc Hà Đông, Hà Nội. Các thùng xốp chứa hàng được vứt la liệt dưới đường. Khách mua hàng, ngoài những chủ quán, buffet, còn có nhiều tiểu thương từ các khu chợ trong thủ đô và các vùng lân cận. Chỉ đến đây chắc là không kín ở đấy. Sáng đây là kia. Nhiều lắm. Cô bán buôn chợ đầu mối nên là phải gặp cô một tục. Mà giá ở đây là giá rẻ nhất rồi, cháu chả có mua ở chỗ nào rẻ hơn là cô. Đối với thực phẩm đông lạnh, để đảm bảo an toàn, cần phải được bảo quản trong môi trường nhiệt độ thấp. Vậy nhưng tại cơ sở này, không khó để bắt gặp hình ảnh những khay mực đông lạnh ngâm trong thùng nước đen ngòm. Theo tiết lộ của người bán, đây là cách để biến mực đông lạnh thành mực tươi. Và đương nhiên, với những sản phẩm đã ngâm nước như thế này, giá cũng sẽ rẻ hơn. Đây cũng là mực đúng không? Đây đang giã đông ra đúng không? Giã đông ra đấy, để bán tươi đấy. Chị bán mua thùng cũng có, mà bán tươi cũng có. 210.000 là chị mua là đông lạnh thùng, còn nếu ra tươi thì nó sẽ rẻ hơn. Đang hơi nó ngâm nước thì sẽ mình cân nó sẽ bị ăn cân hơn đấy. Các bạn nói cái kia là cô làm tươi luôn à? Cũng là hàng đông hết. Nguồn hàng tại cơ sở này cũng vô cùng phong phú với đủ loại mức giá. Chủ cơ sở cũng không ngần ngại giới thiệu đến chúng tôi những mặt hàng đã được trà trộn hoặc được bơm tạp chất. 25 là một nhồi trứng. Nhồi trứng là nó cho trứng nhất trứng vào trong ạ. Nó to đâu, nó to nó dài như con này đều. Hàng thùng là cả hàng thùng là cả tàu à? Nhiều không được. Lúc kia có tàu. Các thùng hàng tại đây đều được bảo quản rất sơ sài bằng những thùng cắt tông. Bên cạnh đó, có không ít những thùng hàng có ký tự nước ngoài. Các thông tin về nguồn gốc, xuất xứ hay hạn dùng cũng không có. Ngạc nhiên là chủ cơ sở đảm bảo hàng hóa có đủ giấy tờ các loại. Mà giấy tờ cần giấy tờ gì cô xuất ra đầy đủ. Công ty, trong một công ty lớn thì có thể giấy tờ của cô đầy đủ, kể cả an toàn thực phẩm, kể cả là công bố chất lượng, kể cả các thứ nhà cô có đầy đủ. Hải sản Bà Khồng, không nhãn mác, không xuất xứ, không hạn dùng, được bày bán tràn lan trên thị trường, rõ ràng đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với người sử dụng. Các nguy cơ là về nhiễm khuẩn, bởi vì là quy trình vận chuyển không chuẩn xác. Các cái hàng hóa không được đóng gói kỹ. Cái thứ hai là các phụ gia bảo quản đó, hoặc là nguồn gốc của các hải sản ấy, thủy sản ấy nuôi mà lại ở một cái môi trường không tốt, ví dụ ao hồ nhiễm rất nhiều các kim loại nặng, nhiễm rất nhiều các thứ ở đấy, thì nó có một cái nguy cơ thứ hai mà cái này chúng ta không phát hiện được là nhiễm độc mãn tính. Thì cái đó là cực kỳ nguy hiểm. Và 10 năm sau chúng ta mới bị ung thư. Không thể phủ nhận giá trị dinh dưỡng từ hải sản. Tuy nhiên, lợi dụng tình trạng hàng hóa khó truy xuất nguồn gốc như ngày nay, không ít chủ kinh doanh đã trà trộn những mặt hàng không đảm bảo chất lượng và bày bán tràn lan trên thị trường. Bởi vậy, để đảm bảo sức khỏe, người tiêu dùng cần phải tỉnh táo khi lựa chọn thực phẩm cho bản thân và cả gia đình.